Trong tháng đầu mùa hè năm 2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, Việt Nam đã trải qua một đợt nắng hạn kéo dài khiến nhiều hồ thủy điện bị cạn nước và ảnh hưởng đến việc phát điện trên toàn miền Bắc. Do đó, nhiều địa phương đã phải luân phiên cắt điện cục bộ, làm xáo trộn hoạt động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của người dân, từ đó làm xuất hiện dư luận bức xúc. Lợi dụng tình hình đó, cùng việc EVN tăng giá điện, các tổ chức chống cộng cờ vàng đã liên tục tung ra các bài viết công kích ngành điện lực Việt Nam. Họ tuyên truyền rằng EVN đang độc quyền điện, vì vậy Việt Nam mới thiếu điện và người dân phải mua điện với giá cao. Nhưng khẩu hiệu chống độc quyền điện mà họ tung ra liệu có phản ánh thực tế? Một bài trần tình dưới đây trên Facebook của ông Đào Văn Hưng, người lần lượt giữ chức Tổng Giám đốc và Chủ tịch Tập đoàn EVN trong giai đoạn 1995-2005 đã cho thấy một bức tranh thực tế phức tạp hơn hẳn so với những khẩu hiệu mì ăn liền được nêu trên các trang chống cộng. Ông Hưng đã chứng minh rằng EVN không độc quyền điện ở Việt Nam và chính phủ Việt Nam đã trải qua một quá trình dài để không ngừng xã hội hóa ngành điện cũng như chuẩn bị cho việc xây dựng thị trường điện. Trước tiên, ông Hưng minh định rằng nhà nước luôn khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế và nước ngoài tham gia đầu tư vào ngành điện. Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ vốn vào 8 nhà máy BOT, có tổng công suất chiếm khoảng 9,7% công suất hệ thống. Nhà máy BOT sớm nhất là Phú Mỹ, bắt đầu vận hành từ năm 2004. Trong khi đó, các nhà đầu tư trong nước như TKV, PVN cũng đã có 246 nhà máy điện. Trong số này, EVN chỉ có 20 nhà máy. Các Genco 1, 2 và 3 có 37 nhà máy. 369 nhà máy còn lại thuộc về các tập đoàn, tổng công ty và tư nhân. Các loại hình nhà máy khác nhau như nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời, điện gió đều có sự góp mặt mọi thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước. Hiện nay, EVN chiếm 38,5% tổng công suất phát điện. Các đơn vị khác chiếm 61,5%. Vài năm qua, chính phủ đã cho đầu tư năng lượng tái tạo với giá 9,35 cent trên kWh. Thu hút được nhiều nhà đầu tư để tăng thêm 20.000 MW. Có thể nói đây là đợt đầu tư nhanh, đạt lượng công suất lớn, huy động được nguồn lực trong xã hội nhiều. Cũng chính nhờ đó mà đáp ứng được yêu cầu của người dùng điện phía Nam. Như vậy, riêng trong khâu phát điện, ngành điện Việt Nam đã trải qua một chặng đường xã hội hóa dài và EVN không còn nắm độc quyền phát điện. Về khâu phân phối điện, EVN đã thực hiện thí điểm cổ phần hóa công ty điện lực Khánh Hòa từ năm 2005 và đề xuất cổ phần hóa tất cả các công ty điện lực tỉnh ngay sau đó. Nhưng chính phủ cho rằng cần điện khí hóa nông thôn trước vì nếu là công ty cổ phần hóa, EVN sẽ coi trọng lợi nhuận, không thể chịu lỗ nặng để đưa điện về nông thôn. Nên nhớ, lúc đó mới chỉ có 50-70% các vùng nông thôn trên cả nước có điện. Hiện nay EVN đã đưa điện về 100% số xã và 99,58% số hộ nông thôn. Nên ông Hưng cho rằng ngành điện đã có thể tiếp tục quá trình cổ phần hóa và xã hội hóa khâu phân phối điện. Trong khi đó, khâu truyền tải điện cũng đang được xã hội hóa mạnh. Những năm qua, chính phủ đã cho phép tập đoàn Trung Nam và 3 đơn vị khác xây dựng lưới truyền tải cao áp, đường dây và trạm 500 kV. Từ trước đến nay, các khách hàng cũng tự xây dựng rất nhiều đường dây và trạm 110 kV, 220 kV đấu nối vào lưới điện quốc gia. Đó là bức tranh đa dạng của ngành điện Việt Nam, hoàn toàn khác với tình trạng độc quyền mà các trang chống cộng mô tả. Về giải pháp cho tình trạng thiếu điện hiện nay, ông Đào Văn Hưng viết: với tình hình đầu tư chậm và giá điện như hiện nay, nguy cơ thiếu điện có thể tiếp diễn thì theo kinh nghiệm của một số quốc gia, việc thành lập thị trường điện là cấp thiết để giải quyết vấn đề thiếu điện. Bài học thành công của thị trường điện tại Philippines và Úc cho thấy rõ. Nên chăng khẩn trương thiết lập thị trường điện tại một số tổng công ty. Như vậy, vấn đề xã hội hóa ngành điện, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia khai thác phát triển điện là chủ trương đã được Đảng, Nhà nước triển khai từ lâu. Tuy nhiên, để vừa đảm bảo an ninh ngành điện, vừa đảm bảo sinh hoạt, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, nên chính phủ luôn thận trọng tính toán từng bước đi là tất yếu khách quan. Bởi vậy, dư luận cần hết sức cảnh giác với những kẻ chỉ biết lợi dụng bức xúc, phản ứng khó khăn nhất thời để phủ nhận đi chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế nói chung và ngành điện nói riêng. Cơ quan, bộ phận, cán bộ nào làm sai, làm trái, gây thiệt hại cho lợi ích chung sẽ bị xử lý nghiêm. Nhưng không vì thế mà mỗi khi bàn về tình hình thiếu điện hay việc tăng giá điện ở Việt Nam lại bị lợi dụng, dẫn dắt hay azure theo các trang tin chống phá nhà nước, bất chấp lợi ích cộng đồng. Vừa chẳng giúp ích gì cho tình hình kinh tế, lại vừa đẩy mình vào tình trạng vi phạm pháp luật, nguy hiểm hơn là tiếp tay cho những thành phần chống phá đất nước.